một thông tin đang được khá nhiều người dân thủ đô quan tâm, đó là việc lập tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ để tránh tình trạng quấy rối tình dục. Trao đổi với VTC14, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 5 tháng 1 năm 2015 sẽ bắt đầu cho thử nghiệm tuyến xe buýt này. Theo kế hoạch, xe buýt dành riêng cho phụ nữ sẽ được bố trí trên 3 trục chính, bao gồm trục đường số 1 đi về phía nam của thành phố, khu vực trục đường Giải Phóng, trục số 2 là hướng về quốc lộ 6, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, trục số 3 là hướng quốc lộ 32, cầu Giấy, Xuân Thủy. Những tuyến xe buýt này chủ yếu được bố trí tại các trục đường đi qua nhiều trường đại học, nơi nhiều nữ sinh và phụ nữ có nhu cầu đi lại. Ông Hải cũng cho biết thêm, kế hoạch này có thể thay đổi để phù hợp với thực tế. Theo một khảo sát tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có 57% phụ nữ từ 16 tuổi trở lên cho rằng đường phố là nơi có nguy cơ xảy ra các vụ quấy rối tình dục cao nhất. 31% nữ sinh đã từng bị quấy rối trên xe buýt. Nghiên cứu trên cũng chỉ ra những địa điểm công cộng khác mà phụ nữ có nguy cơ bị quấy rối là bến xe, công viên và nhà chờ xe buýt.